Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả quý vị Phật tử gần xa. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau để chia sẻ Phật Pháp, cùng nhau tiến tu trên con lộ trình giải thoát và giác ngộ. Quý vị biết, hôm trước chúng ta đã học về cái gọi là hộ trì chân lý. Thì hôm nay thầy cũng xin mạn phép chia sẻ tiếp cái phần tiếp theo, đó là giác ngộ chân lý. Kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta rất là nhiều lần nghe được cái từ giác ngộ, phải không ạ? Ai là người con Phật về chùa chúng ta cũng đều nghe được từ giác ngộ. Thì hôm nay chúng ta thử một lần chia sẻ nghe qua những cái lời của thầy thưa đến với đại chúng, để chúng ta có được một cái nhìn nó gần gũi hơn, dễ hiểu hơn, và chúng ta nắm bắt được phần nào thì chúng ta liền đó tu tập và dứt được tất cả mọi cái phiền não trong tâm của mình. Kính thưa quý vị, giác ngộ là một cái danh từ được dịch ra từ chữ gọi là Bodhi. Bodhi có nghĩa là Hán dịch giác giả. Giác giả có nghĩa là người giác ngộ, và được hiểu là một người đã tỉnh thức. Cái đầu tiên, tức là chúng ta tạm hiểu rằng là chữ giác ngộ có nghĩa là người này đã tỉnh thức, không còn ngủ mê, không còn trượt dài trên cái vòng, trên cái sự luân hồi khổ đau nữa. Hay nói cách khác là người này đã rũ bỏ mọi cái phiền não, mọi cái lậu hoặc, mọi cái nhiễm ô trong tâm thức. Chúng ta biết rằng khi chúng ta có mặt trên đời này, hầu như chúng ta mang theo cái nghiệp để mà chúng ta tái sanh. Còn các vị Phật, các vị thánh đệ tử của Đức Phật, gọi là thánh tăng đó, thì các ngài mang theo cái nguyện lực. Còn chúng ta thì mang theo nghiệp lực, hai cái khác nhau. Nguyện lực thì khi người ta ra đời, người ta là một sự đóng góp tích cực, một sự đóng góp vô cùng tích cực, lợi lạc cho nhiều người, lợi lạc cho số đông. Còn chúng ta thì khi chúng ta tái sinh, chúng ta làm người, chúng ta lại mang theo nghiệp lực. Một bên thì nguyện lực, một bên thì nghiệp lực, chúng ta thấy rất rõ. Như vậy thì với cá nhân của mỗi con người, chúng ta đều phải nhìn nhận rõ ràng là như vậy, phải không? Chúng ta mang theo nghiệp lực. Và nếu mà chúng ta may mắn, chúng ta gặp được cái nguồn giáo lý để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa cái niềm đau nỗi khổ, thì chúng ta có khả năng là một người giác ngộ. Chúng ta có khả năng là một người rũ bỏ mọi cái phiền não trong tâm thức, và chúng ta đứng dậy như là những con sư tử, con của những con sư tử Chúa. Do đó mà chúng ta phải nên nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta tiếp cận với cái nguồn giáo lý của Phật Đà. Bởi vì đời sống này, chúng ta nhìn cho kỹ lại tất cả mọi cái đẹp, xấu, thương, ghét, thích, ưa, vân vân. Tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi ít cái phiền não chúng ta được dày lên, được nhiều lên, được cao hơn lên. Và rồi thì là phiền não nhiều, lậu hoặc, sâu dày, ô nhiễm trong tâm thức cũng nhiều thêm lên. Thì chúng ta cứ nghĩ đi, việc gì tới cũng phải tới, phải không ạ? Rồi thì chúng ta xả bỏ cái thân này. Chúng ta đừng nghĩ rằng xả bỏ thân này về với cát bụi. Xin thưa rằng cát bụi nó vẫn có chỗ đứng của cát bụi. Quý vị cứ thử nghĩ đi, ném một hạt bụi nhỏ nó rơi vào mắt quý vị, có sốn không? Có khó chịu không?
Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng chết là trở về với cát bụi là hết. Ở một giai đoạn nào đó chúng ta nhìn nhận như thế hoàn toàn không sai. Nhưng nếu trong lúc chúng ta còn bình sinh, chúng ta còn mạnh khỏe, chúng ta còn đi đứng nằm ngồi, nói năng cười cợt, nhận thức được buồn vui, nhận thức được cái gì ưa, cái gì không thích, và nếu trong những giai đoạn này chúng ta không tiếp cận với Phật Pháp, chúng ta không hiểu được nguồn giáo lý của Phật Pháp, chúng ta không trải nghiệm, chúng ta không khám phá, thì mai kia mốt nọ chúng ta cũng lăn lóc trong cái vòng trầm luân khổ ải của cuộc đời này mà thôi. Do đó nói từ khám phá nghĩa là chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải làm sao đó mình là một người tỉnh thức. Hôm nay không tỉnh thức thì ngày mai chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải dặn lòng như vậy. Chỉ sợ rằng chúng ta không đủ bản lĩnh, chúng ta không đủ sức mạnh, chúng ta không đủ sự kiên định để mà chúng ta làm người tỉnh thức mà thôi. Không có chuyện gì chúng ta không thể, chỉ sợ tâm của chúng ta, ý chí của chúng ta không muốn mà thôi. Và rồi để cho cái sự giác ngộ nó rõ ràng hơn thì chúng ta thấy như một minh chứng, gọi là một minh chứng sống cho cái gọi là giác ngộ, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài luôn sống trong trí tuệ, thấy biết mọi sự vật hiện tượng đúng như thật. Thấy biết mọi sự vật hiện tượng đúng như thật nghĩa là gì? Tức là con người chúng ta có những sự mâu thuẫn rất rõ ràng. Ví dụ tự thân của chúng ta nó thay đổi theo những chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà ở đây Thầy xin thưa quý vị rằng vì chúng ta không thấy đúng như thật bản chất của nó là như vậy, hoặc giả có người hiểu được chút ít giáo lý nhà Phật thì chúng ta cũng nhìn nhận như vậy đó, nhưng mà chưa sâu sắc, chưa sâu sắc. Nó chưa đúng một cái mức độ chín mùi để mà chúng ta tư duy, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta thấy ra cho được rằng thân của chúng ta là sự bại hoại, là sự rã rượu, là sự sớm còn tối mất. Mà nhất là trong thời buổi này, quý vị thấy cái mùa dịch bùng phát dữ dội, chúng ta không biết sống nay chết mai như thế nào. Chúng ta không biết dành một cái thời gian cho đời mình. Hầu như chúng ta phóng về phía trước như những mũi tên, cơm áo gạo tiền, chật vật nhà cửa xe cộ con cháu đủ thứ trên đời này, làm chúng ta quên đi cái sự thức tỉnh. Có một khi nào đó chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta dừng tất cả mọi thứ để rồi chúng ta nhìn lại tự thân ta. Chừng này tuổi đầu đã thu hoạch được gì cho đời sống của chúng ta trong hiện tại, chứ đừng nói chi tương lai, phải không ạ? Bởi vì đời sống hiện tại chúng ta là hai bàn tay trắng thì chắc chắn tương lai chúng ta cũng trắng hai bàn tay mà thôi. Còn ngược lại, vị nào chúng ta tiếp xúc với giáo lý nhà Phật, chúng ta trải nghiệm về nó, nó ở đây có nghĩa là tự thân mình thôi. Hết chu kỳ này qua một chu kỳ khác, nó mở ra chúng ta những sự thay đổi. Từ ấu thơ sang lúc trưởng thành, hết tuổi trưởng thành rồi thì già cả lượm cụm, hết già cả lượm cụm rồi thì bệnh đau ốm yếu, phải không ạ? Hoặc giả cái bệnh đau ốm yếu nó cũng có mặt từ cái lúc trưởng thành, từ lúc nhỏ chứ không phải không. Nhưng mà nó rõ rệt nhất là trong lúc chúng ta già cả, răng chúng ta không còn, mắt chúng ta nhìn nhận hầu như rất yếu kém, tai của chúng ta nghe cũng khó khăn, chân bước đi cũng khập khiễng, cũng đau, cũng nhức. Nếu một người không cần học gì nhiều
Chúng ta chỉ cần nhìn nhận lại tự thân mình, thấy đúng như thật nó là như vậy. Và một khi chúng ta thấy đúng như thật rồi thì chúng ta phải sống trong cái đúng đó. Chúng ta đừng sống trong cái sai. Chúng ta phải sống trong cái thật, đừng sống trong cái giả nữa. Thì quả may chúng ta mới nâng cấp đời mình lên. Để làm chi? Ai rồi chúng ta cũng ra đi, phải không? Nhưng nếu chúng ta ra đi với một tâm thức nặng trĩu, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, tham vọng, thì quý vị thử nghĩ đi, chúng ta ra đi như thế có ổn không? Rồi đời sau kiếp khác chúng ta làm một chúng sinh như thế nào đây, với một tâm thức ra đi như thế? Do đó tốt hơn hết, ngay từ bây giờ chúng ta phải nhìn rõ về thân của chúng ta trước cái đã, để chúng ta đẩy lùi cái thân kiến, một trong những cái hạ phần kiết sử của một chúng sanh bình thường nhất. Chúng ta phải học theo cách của Đức Phật, luôn sống trong trí tuệ. Trí tuệ này có nghĩa là nhìn nhận, đánh giá, thẩm sát rõ ràng như nó đang là, như nó đang là. Tôi buồn, tôi biết tôi đang buồn. Đó, nghĩa đang là như vậy. Tôi vui, tôi biết tôi đang vui. Lậu hoặc gì khởi lên trong tâm, tôi biết ngay là nó đang khởi lên. Bởi vì khi biết là nó không tiếp tục, chỉ sợ chúng ta không đếm xỉa tới nó, chúng ta không ngó ngàng tới nó. Nó buồn cứ để cho nó buồn, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 1 tiếng cũng được, cả ngày cũng được. Thậm chí nó sinh ra hiềm hận cả tháng sau, năm sau cũng có nữa. Do đó nếu với một người biết sống tỉnh thức như Đức Phật thì chúng ta hạn chế tối đa những cái phiền não trong tâm của mình. Đó là cái thứ nhất thầy muốn chia sẻ với đại chúng. Tại vì Đức Phật ngài đã trải qua cái quá trình tu tập chuyển hóa thân lẫn tâm, và ngài loại bỏ những cái phiền não, chiến thắng được những dục vọng của tự thân mình, và rồi thì đưa đến cái phát minh trí tuệ, chứng ngộ chân lý. Chúng ta thấy Đức Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người trên hành tinh này. Ngài cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có quốc độ, cũng có trú xứ, thậm chí còn ngon lành hơn mình nữa, còn ngon lành hơn mình nhiều lắm. Ấy vậy, từ thời Đức Phật trải qua đến bây giờ, chúng ta thấy có nhiều người tiền buôn bạc đống, nhà cao cửa rộng, xe sang, không thiếu thứ gì. Nhưng mà rồi khi người ta ra đi, cao tay lắm người ta để lại cho đời những danh thơm, những tiếng tốt, rồi thì không có được cái sự giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Và cái điều giác ngộ giải thoát như Đức Phật, như chúng ta vừa trình bày, là ngài tự chuyển hóa tất cả những dục vọng của tự thân. Ngài đấu tranh với tất cả, loại bỏ, loại trừ triệt để tận gốc những cái phiền não nhiễm ô lậu hoặc trong tâm từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ. Cái điều này nghe thì tưởng chừng rất khó, nhưng mà chúng ta có khả năng làm được quý vị. Chúng ta có khả năng làm được, tại vì chúng ta không chịu thôi, chứ chúng ta có khả năng làm được. Cái gì nó nặng thì nó sẽ mang cái nhẹ đi theo, nó sẽ kéo cái nhẹ đi theo. Đồng ý không? Thầy ví dụ, chúng ta quá nặng về vật chất, chúng ta quá nặng về tình cảm, chúng ta quá nặng về những cái sắc hữu vi, những cái pháp hữu vi, thì rõ ràng chúng ta thấy một điều chắc chắn rằng pháp hữu vi chúng ta không thực tập, chánh kiến chúng ta không thực tập, chánh niệm chúng ta khó thực tập. Vì một bên nó nặng thì nó sẽ kéo theo những cái nhẹ hơn. Tiếp theo, từ kinh nghiệm của bản thân, Đức Phật thấy con người dù bất cứ ai, sắc tộc nào,
cũng đều có khả năng thành đạt trí tuệ, chứng ngộ chân lý giống như Ngài. Đây là một kết quả tốt đẹp dành cho những ai có một cái chí nguyện mãnh liệt, hướng đời sống của mình đến mục tiêu cao thượng. Hơn nữa, một vị chánh đẳng giác nào cũng đều hướng con người đến cái sự rũ bỏ mọi cái nghi ngờ, sợ hãi. Và điều đặc biệt là chủ nhân của chính đời mình, hoàn toàn không phụ thuộc vào ân huệ của một quyền năng siêu nhân nào bên ngoài hết. Chính nơi con người tìm ở một năng lực phát triển vô hạn. Đó là cái nguồn sống bao la của vũ trụ. Sở dĩ chúng ta chưa trực nhận và chúng ta khai triển được là vì ta chưa hoặc là không chịu khám phá. Mà danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là vô minh che lấp hoặc là vô minh che khuất. Ta nghe hai chữ vô minh, nó làm cho chúng ta mường tượng tới sự tâm tối, không sáng suốt, không thông đạt, không thông suốt. Cái gì làm cho chúng ta không thông suốt? Cái gì làm cho chúng ta không sáng suốt được? Đây là một câu hỏi mỗi một người Phật tử con Phật tự đặt ra cho đời sống mình. Vì nếu trong cuộc sống một mớ bồng bông hỗn độn này, thật giả lẫn lộn, mà nếu chúng ta không sáng suốt, nếu chúng ta thiếu cái sự trí tuệ nhận biết đúng như thật, chúng ta rất dễ bị sập bẫy của thế gian. Thật ra nói sập bẫy thế gian có nghĩa là không ai dành một cái bẫy đó cho mình hết, nhưng mà tại vì mình không thấy, không biết như thật, cho nên chúng ta bị dính vào mà thôi. Chứ không có một cái bẫy nào dành riêng cho A, B hết. Đó là cái điều Thầy muốn thưa cùng với đại chúng. Cho nên nói gì thì nói, với một cái trí tuệ sắc bén, nhận định rõ ràng, không sai lầm, thấy được cái gì giả, cái gì thật, cái gì sai, cái gì đúng. Và khi chúng ta nhận chân ra được điều này rồi thì tất nhiên ta phải chọn cái đúng và cái thật để chúng ta đi, chứ phải không? Không có ai thấy được giả và thật, sai và đúng mà cứ là chọn cái sai và cái giả để hướng đời mình tới hết. Người này mới thật sự vô minh. Còn nếu chúng ta biết nhìn nhận, chúng ta biết thẩm sát, chúng ta biết quán chiếu tự thân tâm mình, chọn được cái đúng, chọn được cái thật để chúng ta đi, chúng ta hướng đời mình vào đó, thì cái này không có nghĩa là hoàn toàn vô minh đâu. Không hoàn toàn vô minh, trừ khi chúng ta muốn có vô minh. Chứ còn nếu chúng ta khám phá nó, trải nghiệm nó, chúng ta dấn thân đời mình vào cái biển trí tuệ của Như Lai, của các Đức Bồ Tát, của các bậc thánh nhân, đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta tự nâng cấp đời mình theo cái quỹ đạo chúng ta đã định sẵn ra trước đó. Định sẵn ra trước đó là gì? Thấy biết như thật, vạn pháp không sai. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, thức, nói, cười, vân vân, tất cả mọi cái hành động, mọi cái trạng thái này, chúng ta thiếu sự quan sát thì tự nhiên vô minh có mặt thôi. Còn nếu trong tất cả những hành động đó, động thái đó mà chúng ta có sự nhìn nhận chính chắn, sáng suốt, thì vô minh làm gì có mặt đâu, phải không? Rất dễ hiểu mà. Và trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 91, có một vị phạm chí tên là Brahmayut. Vị này 120 tuổi và là một bà la môn đạo cao đức trọng. Ông ta tinh thông về đại nhân tướng. Và khi ông nghe tin đồn về Đức Phật thì ông đã phái một người đệ tử có tên là Uttara
một vị đệ tử thân tín, thông minh, trẻ tuổi đi đến hội chúng Phật để mà tìm hiểu về 32 cái tướng đại nhân của Đức Phật, xem nó có đúng như là tin đồn của người ta nói hay không. Vì theo cái thánh điều của ông ta, theo cái đạo Bà La Môn ông ta đã học, và ông ta tìm hiểu về nhân tướng, thì ai mà có đủ 32 tướng thì chỉ có hai con đường lựa chọn, hai con đường đi. Một là làm vô chuyển luân, có 7 báu. Hai là xuất gia thành một đấng toàn giác. Chuyển luân thánh vương thì chúng ta xem lại kinh Trung Bộ bài 192, thầy chỉ sơ lược qua thôi. 7 báu là gì? Vô chuyển luân có 7 cái báu. Thứ nhất là xe báu, thứ hai là voi báu, thứ ba là ngựa báu, thứ tư là ngọc báu, thứ năm là nữ báu, thứ sáu là hầu báu. Hầu báu tức nghĩa là những người hầu trai, những người hầu gái. Và thứ bảy là tướng báo, là người tướng lĩnh dẫn đầu như một báu vật. Chúng ta xem lại kinh Trung Bộ 192 nhé. Thì người nào có đủ 32 tướng thì người ta chọn một trong hai đường đó. Thứ nhất là làm vị vua chuyển luân, chuyển luân vương. Và thứ hai là xuất gia để thành một vị toàn giác. Đức Phật của chúng ta chọn phương pháp thứ hai, đó là xuất gia thành đấng giác ngộ trọn vẹn, vén được cái màn vô minh cho thế gian. Vén màn vô minh cho thế gian là sao? Bởi vì thế gian này bị vây phủ trong bóng tối phiền não, được che bằng 7 lớp màu. Chúng ta tạm gọi như vậy. Thứ nhất là cái lớp màu tham, thứ hai là lớp màu sân, thứ ba là lớp màu si, thứ tư là lớp màu mạng. Mạng ở đây là kiêu mạng. Kế đến là nghi, kế đến nữa là ác kiến, và hành động vô luân, ta gọi là tà dục, tham sân si mạng nghi ác kiến và tà dục. Sau khi đã tẩy trừ những cái lớp màng này rồi thì trí tuệ sẽ chiếu sáng cùng khắp. Quý vị hiểu cái đoạn này không ạ? Như lúc nãy thầy có thưa, khi mà chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu sự thẩm sát, thì là chúng ta có vô minh ngay lập tức. Giống như bầu trời đang quang đãng, mây mù xa bủa giăng kéo gần tới, che khuất đi ánh nắng mặt trời, che khuất đi cái sự trong sáng, xanh, tươi, mát mẻ của bầu trời. Chúng ta cũng vậy, tâm thức của chúng ta cũng dễ bị những cái này chi phối. Cho nên Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài dùng trí tuệ đó để vén cái màn vô minh cho thế gian là ý nghĩa này. Vì thế gian được bao phủ trong bóng tối phiền não, được che bằng những cái lớp màng như vậy đó, tham sân si mạng nghi ác kiến. Thì sau khi vị đệ tử Uttara đi đến và thấy được tất cả những cái đặc tướng của Đức Phật, chỉ trừ hai cái tướng lưỡi dài rộng và cái tướng mã âm tàng, Phật biết và làm cho vị đệ tử này
thấy được hai tướng. Và sau 7 tháng quan sát, thanh niên này về thuật lại với thầy của mình là Bharat Mayur, là Thế Tôn có đủ 32 tướng đại nhân. Chúng ta xem lại trong kinh 32 tướng để chúng ta hiểu rõ hơn ha. Ở đây thầy không đi sâu vào. Và vị này mới nói với thầy của mình là các oai nghi của tôn giả Gautama thật là toàn hảo. Lúc ngài bước đi, lúc ngài ngồi, lúc ngài nhận cơm, nước, lúc ăn, chỉ để diệt trừ cảm thọ cũ mà không khởi lên cảm thọ mới. Tức là chúng ta thấy đây là cái cách tư duy khi mà dùng hoặc là nhận đồ ăn khất thực của đời sống truyền thống phạm hạnh thời Đức Phật. Có nghĩa là khi chúng ta nhận thức ăn, nước uống, nói chung là thực phẩm, cái mục tiêu duy nhất là để diệt trừ cái cảm thọ cũ mà không khởi lên cảm thọ mới. Chỗ này khác với mình xa lắm. Khi chúng ta ăn một món thức ăn nào đó, chúng ta trước khi ăn, chúng ta trong khi ăn và chúng ta sau khi ăn, tâm chúng ta vẫn bị buộc chặt, vẫn bị cột trói bởi tham lam, mê đắm, giận hờn, ganh tị, tật đố, vân vân. Còn riêng với các bậc thánh nhân, mà nhất là Đức Phật, khi nhận đồ ăn thức uống của ai đó để diệt trừ cảm thọ cũ là gì? Để tiêu diệt cái đói đang hiện diện. Chứ còn trong khi ngài dùng thức ăn, ngài dùng nước uống, ngài không khởi lên một cái tâm niệm tham đắm, mê mờ, thích thú, ưa chuộng, vân vân. Khác với chúng ta chỗ này, hai hoặc giả lúc ngài thuyết tùy hỷ pháp, có nghĩa là cái pháp thoại ngắn sau cái bữa ăn để mà giáo giới cho các thí chủ về một vài cái khía cạnh của pháp và bày tỏ cái lời cầu nguyện nghiệp phước của họ sẽ đem lại cho họ nhiều quả báo như thế nào. Đó gọi là những cái tùy hỷ pháp. Tùy hỷ pháp ở đây có nghĩa là Đức Phật quán chiếu được cái người mà trước mặt mình, cái đối tượng đang hiện diện trước, ngài dùng cái phương tiện gì để cho nó thích hợp với sự nhận định, với sự nhận thức, với trình độ ghi nhận của cái người đó. Từ đó ngài dùng cái phương tiện để mà ngài nói ra, để cho nó hợp với cái trình độ, với cái kiến giải của cái người đang lắng nghe đó. Uttara nói tiếp với thầy của mình: chúng con đã thấy tôn giả Gautama đi, chúng con đã thấy tôn giả Gautama đứng, chúng con đã thấy tôn giả Gautama ngồi, chúng con đã thấy tôn giả Gautama ăn xong rồi ngồi im lặng, thấy tôn giả Gautama im lặng đi đến tu viện để giảng pháp. Tôn giả Gautama là như vậy, như vậy là tôn giả Gautama. Và còn nhiều hơn nữa, bạch thầy, tức là nói với thầy mình như vậy. Nhiều hơn nữa là nhiều như thế nào? Câu này ý nói là những đức tánh mà chúng con không mô tả là nó còn nhiều hơn cả những cái đức tánh mà chúng con đã mô tả cho thầy nghe. Tức là Uttara đang nói chuyện với thầy của mình, đang trình bày cái sự thấy biết quán sát về Đức Phật của vị thanh niên trẻ tuổi này, nhìn nhận đánh giá về Đức Phật và về trình lại cho thầy của mình như thế. Những đức tánh vi diệu của Đức Đạo Sư giống như đại địa, giống như đại hải, nếu nói chi tiết thì thật vô lượng vô biên như không.
Đây là một cái danh từ chúng ta hay nghe trong kinh điển. Vô lượng vô biên như hư không, không đếm hết, không đếm xuể. Làm sao ai đếm được hư không chứ, phải không? Thì đức tánh vi diệu của Đức Đạo Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta như vậy đó. Nó nhiều như đại địa, nó nhiều như đại hải, không ai đếm được cả đâu. Thì nghe xong vị Phạm Chí Vrakmayu, đích thân đi đến nơi Phật. Ông quan sát thấy tất cả cái đại nhân tướng, và Phật đã biết rằng sau lần gặp này thì ông Phạm Chí này sẽ chứng quả dự luôn. Nên Ngài hiện thần lực cho ông này thấy đủ 32 tướng. Và ông hỏi Phật cái ý nghĩa của nào là Bà La Môn là như thế nào, thông về vệ vệ đà ra làm sao, Ba Minh, Cát Tường, Ứng Cúng, Viên Mãn, Mâu Ni, Phật Đà, vân vân. Ông hỏi những cái vấn đề đó thì Phật mới trả lời. Phật cái từ Phật ở đây mà Đức Phật dùng đó thì là một danh hiệu chung. Ở trong cái ngữ cảnh này là danh từ chung để chỉ cái ý nghĩa là người đã tỉnh thức, là người đã giác ngộ. Phật nói như thế này: Phật là thắng tri, điều cần phải thắng tri, tu tập những gì cần phải tu tập, đoạn trừ những gì cần phải đoạn trừ. Chúng ta thấy, chúng ta phân tích thử chỗ này. Cái gì cần phải thắng tri? Cái pháp mà cần phải thắng tri tức là tứ diệu đế, bốn chân lý tuyệt đối. Và cái pháp chúng ta cần phải tu tập tức là thánh đạo tám ngành. Đoạn trừ những gì cần phải đoạn trừ tức là các ô nhiễm trong tâm thức, tham, sân, si, vân vân. Đức Đạo Sư của chúng ta mới tóm lược cái sự trả lời bằng một bài kệ: Ai biết được đời trước, thấy thiện thú ác thú, đoạn tận sự tái sanh, thắng trí được viên thành, vị ấy gọi Mâu Ni. Ai biết được, ai biết tâm thanh tịnh, giải thoát mọi tham dục, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được viên thành, thông đạt nhất thiết pháp, vị ấy xưng Phật Đà. Chúng ta rất dễ hiểu, phải không? Có nghĩa là người nào mà chúng ta thấy được đời trước, mà đời trước là gì? Chúng ta rà soát thử cái năng lượng thiện và năng lượng ác của mình bây giờ nè, nó cái nào nhiều hơn? Từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động, cho đến suy nghĩ, có nghĩa là tam nghiệp: thân, khẩu và ý. Thân của chúng ta hiện đời này chúng ta làm nhiều việc ác hay là ít? Miệng của chúng ta nói những việc bất thiện hay là nói những việc thiện, cái nào nhiều hơn? Ý của chúng ta trong đời này, trong đời sống hiện tại này, chúng ta suy nghĩ về điều gì? Thánh thiện, thiện lành, tốt đẹp, hay là chúng ta suy nghĩ những cái bất thiện, những cái ác pháp? Cho nên Đức Phật nói: Ai biết được đời trước, thấy thiện thú và ác thú, đoạn tận sự tái sinh. Khi thấy được điều đó rồi thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực, nhiệt tâm tinh cần để đoạn tận sự tái sinh, không còn tái sinh nữa. Hoặc giả nếu còn tái sinh thì tái sinh ít thôi, phải không? Dễ chịu hơn là tái sinh đời này qua đời khác. Chúng ta phải mang những cái thân khác nhau. Mang thân nào cũng đau khổ hết. Mang thân nào cũng đau khổ hết nếu chúng ta còn trong vòng luân hồi luẩn quẩn này. Chúng ta không khổ mặt này, chúng ta không khổ kiểu này thì chúng ta cũng khổ mặt khác, kiểu khác.
Và người mà đoạn tận được sự tái sinh, thắng trí sẽ được viên thành, vị ấy gọi là Mâu Ni. Rồi dễ hiểu ha. Như vậy cái từ mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì chữ Mâu Ni là như vậy đó. Tiếp theo, ai biết tâm thanh tịnh giải thoát mọi tham dục. Chúng ta thấy trong kinh hai chú trọng đến cái tâm. Tâm là sự dẫn đầu. Tâm hay gọi là ý, là sự dẫn đầu. Nó là một trong những cái pháp tiên phong. Anh trai cả, anh trai trưởng trong con người mình, tâm đó. Nhưng mà với cái tâm đó mà nó thanh tịnh, nó sạch sẽ, nó thiện lành, nó có những năng lượng tích cực làm lan tỏa cho tất cả những người xung quanh. Tuy nhiên nếu có được sự lan tỏa cho những người xung quanh thì trong tâm ta đã có những năng lượng đó rồi thì mới lan tỏa được. Giống như bóng đèn, nó chiếu sáng không phải cho một người. Cái chu vi của căn phòng bao nhiêu thì nó chiếu sáng hết tất cả. Chỉ trừ khi những bàn, ghế, giường, tủ nó bị ngăn cách, cái dòng ánh sáng đó nó không chiếu tới mà thôi. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu được chiếu sáng thì chúng ta sẽ soi rọi vào trong ngõ ngách của tâm thức mình. Thử một lần quý vị làm đi, chúng ta sẽ thấy được. Hóa ra cái đời sống của chúng ta mang hình hài là một con người, nhưng mà trong những góc khuất của tâm hồn nó có những cái không tốt, nó có những cái chưa tốt luôn. Do vậy mà chúng ta tu hoài, chúng ta học hoài mà rất ít thành công. Không dám nói là không có thành công chút nào. Ai biết tâm thanh tịnh giải thoát mọi tham dục, sinh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được viên thành, thông đạt nhất thiết pháp, vị ấy xưng Phật Đà. Sau khi nghe xong thì ông Phạm Chí Bharat Mayu đảnh lễ và hôn chân của Đức Phật. Ngài thuyết pháp tuần tự cho ông về nào là bố thí, về những cái thiện pháp của cõi trời, về sự nguy hiểm của năm dục và lợi ích của sự xuất ly chúng, tức là xuất ly khỏi năm dục. Khi tâm ông đã thuần thục thì Đức Phật tiếp tục giảng về tứ đế. Pháp nhãn khởi lên nơi ông. Pháp nhãn nó cho dễ hiểu, nói theo cái tinh thần của kinh Chuyển Pháp Luân, là một trong những cái bài kinh khá là quan trọng trong truyền thống Phật giáo. Vị nào mang danh là Phật tử mà chưa một lần đọc qua bài kinh Chuyển Pháp Luân thì chúng ta về xem lại. Tức là pháp vốn chưa từng nghe, và sau khi nghe được tư duy chân chánh, phát sinh nhãn trí minh giác, cho nên mới gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn là như vậy đó. Có nghĩa là những pháp ta chưa từng được nghe, bây giờ ta nghe. Và khi nghe rồi thì chúng ta phát sinh cái tư duy chân chánh. Và người nào lấy tâm thanh tịnh, dùng cái sự trong sạch của tâm thức đó, tư duy chân chánh về cái pháp chân lý của Phật đã dạy, đã thuyết, thì người này tự nhiên bừng sáng. Có trí, có minh, có giác. Ở đây ông Bharat Mayu chân chánh tư duy như thế nào? Ông ta chân chánh tư duy như thế này nè. Cái gì có tập khởi đều đoạn diệt. Ngay lúc đó ông chứng ngộ pháp. Và
Khi chứng ngộ pháp rồi thì cái điều đầu tiên là gì? Cái nghi trong lòng được rũ bỏ hoàn toàn, nghi hoặc được tiêu trừ ngay tức khắc. Ông thỉnh Phật, hôm sau đến thọ trai, và 7 ngày sau ông từ trần. Sau đó Phật cho đại chúng biết rằng ông này đã đoạn năm hạ phần kiến sử, năm hạ phần kiến sử tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân, và được hóa sinh vào cõi tịnh cư, không còn trở lui đời sống này nữa. Tóm lại, giác ngộ chân lý như thầy đã trình bày, chúng ta phải làm được như vậy thì chúng ta mới thấy chân lý có giá trị, mới thấy lời Phật dạy là sự tuyệt đối. Tuyệt đối vì nó không bị thời gian làm cho tiêu mòn, nó không bị con người làm cho diệt vong, nó không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi. Đó là thánh tài của người con Phật, là giới, là định, là tuệ, là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, vân vân. Những cái này là những pháp vô cùng quan trọng với một người tu Phật. Xin thưa đại chúng, hôm nay thầy đã mạn phép trình bày sự giác ngộ chân lý. Tuy nhiên, mỗi một kiến giải, mỗi một sự giải thích của mỗi vị nó có cái điểm khác nhau, nhưng tựu chung lại nó có một số điểm như thầy vừa trình bày. Chúng ta cố gắng thực tập để chuyển hóa mỗi ngày mỗi ít, làm sao đó phiền não khổ đau được tiêu mòn, được tiêu trừ lần lần, và phát sinh trí tuệ, thì cái này gọi là giác ngộ, vì chúng ta đã có sự trải nghiệm và khám phá tự thân mình và vạn pháp bên ngoài. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui. Mặc dù dịch bệnh chúng ta không có dịp về chùa nhiều như những ngày bình thường khác, nhưng thầy tin chắc một điều rằng dịch bệnh cũng là một cái điều kiện để cho chúng ta đủ sự tin tưởng vào pháp Phật, đủ sự minh mẫn vào sự chân lý của Phật đã thuyết trong kinh. Hôm nay thầy xin dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, và cố gắng tinh tấn nỗ lực học Phật pháp cho nhiều để giải trừ niềm đau nỗi khổ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.